Trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách để bán hàng qua Mỹ ngay cả khi bạn ngồi tại Việt Nam, và giúp cho các bạn cầm được cái tiền đô trên tay lần đầu tiên, kiếm được tiền đô và xài nó sướng như thế nào. Bản thân mình đang là người áp dụng mô hình này không chỉ ở Mỹ mà còn ở Nhật Bản và Hàn Quốc, nên là mình đủ tự tin để chia sẻ nó đến với bạn. Vì vậy hãy xem hết video này để bạn biết được có một cái mô hình mới trên thế giới kiếm được rất là nhiều tiền mà ngoài kia chưa chắc có nhiều người chia sẻ cho bạn đâu. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với mình là Vũ Xuân Hào, đam mê chia sẻ về kinh doanh online. Và trong suốt nhiều năm làm trong nghề thì mình đã chia sẻ với là rất là nhiều bạn ngoài kia đã bán được hàng từ trong và ngoài nước, nên là mình đã có đủ tự tin cũng như là kinh nghiệm để chia sẻ những cái lĩnh vực này đến với bạn. Trước đây khi mà còn bán hàng ở trong nước đó các bạn, thì mình đã từng hình dung là bây giờ làm thế nào để bán hàng ra nước ngoài ta, bán hàng cho người Việt hoặc là người nước ngoài cũng được. Và mình hình dung rằng là bây giờ mà lấy được cái tiền đô, tiền Tây á, mà về Việt Nam xài á, nó sướng cỡ nào. Thì cái lúc đó mình cũng loay hoay ở trên mạng, mình cũng đã từng đặt câu hỏi đó rất là nhiều lần, nhưng mà mình không biết cái cách làm. Và sau này cho đến khi mà mình gặp được một người chị đó chia sẻ cho mình về cái cách làm, thì bây giờ mình đã làm thuần thục và bây giờ mình muốn chia sẻ lại với các bạn. Nếu như mà bạn nào đang có mong muốn bán hàng ra nước ngoài, ở Mỹ, ở các nước khác, thì mình sẽ chia sẻ cái mô hình này với các bạn. Nhưng mà mình nói nha, cái này là hợp pháp như mấy ba mấy má. Và nếu như mà bạn quyết tâm theo cái con đường này á, thì có một vài điều bạn cần lưu ý nè. Trước khi vào video thì bạn hãy bấm đăng ký kênh để ngày mai mình ra video thì bạn sẽ là người nhận sớm hơn những người khác. Rồi, và đây là ba điều cần lưu ý và hai cách làm của chúng ta. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Điều đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý khi mà các bạn làm về kinh doanh online ở bên Mỹ ha, thì mình sẽ tìm kho người quen hoặc là người đủ uy tín. Tìm kho người quen, người đủ uy tín ở đây á, thì mình có ba cái lưu ý nhỏ dành cho các bạn. Đó là mình sẽ ưu tiên người nhà, là những cái người mà thân thuộc với mình nhất, những cái người đó là những người mình biết nhất ở trong nhà mình. Rồi nếu như các bạn mà không có người nhà thì các bạn sẽ bỏ qua cái này, thì mình sẽ tìm là người quen của người quen. Thì cái người quen của người quen, ví dụ như là chị họ của bạn nè, ví dụ như là anh ruột của bạn có quen một người bạn cũng là ở bên Mỹ, thì ở bên hoặc là ở bên các nước khác, thì những cái người này là những cái người mà đủ uy tín, từ anh chị họ hoặc là những cái người nào đó trong nhà của bạn quen á chia sẻ lại với bạn, thì mình phải hỏi người ta là có đủ uy tín để làm việc hay không thì mình mới hợp tác. Thì mình sẽ phải cần có những cái để mình backup, có nghĩa là mình phải giữ được cái thông tin của họ nếu mà mình có được những người đó giới thiệu ha. Thì đầu tiên mình phải xin được cái địa chỉ của cái người làm kho cho mình. Cái thứ hai là mình phải xin số điện thoại. Thứ ba là mình phải, nếu mà có tiện nhất á, là mình sẽ phải qua nhà để mình nắm thông tin, xem coi họ ở như thế nào, gia đình, hoàn cảnh họ như thế nào. Tại vì các bạn biết không, là khi mà hợp tác với những người này á, các bạn phải hình dung rằng là những cái người này là những người kho của mình, thì họ sẽ là người quản lý tiền cho mình, cầm tiền cho mình, cũng như là quản lý hàng hóa cho mình. Nên là hồi xưa mình cũng có gặp một cái trường hợp của một người bạn, đó là bạn bán hàng ở bên Singapore các bạn, cũng là được một người giới thiệu nhưng mà cũng không có quen thân thuộc lắm. Xong rồi sau đó là khi mà hàng về lúc đầu tiên á, là ít á, thì hai người vẫn còn làm việc với nhau ok lắm. Cho đến khi mà bạn này làm ăn lớn xíu á, kiếm được nhiều tiền hơn 50 triệu á, thì bắt đầu người bên kia vợ chứng các bạn, thấy tiền nhiều quá bắt đầu là làm lòng tham lên. Rồi bắt đầu là quỵt tiền luôn. Để hả, ví dụ như là bạn này mà bắt đầu bán được nhiều hàng, tăng độ uy tín lên, xong rồi bên kia để ví dụ như là 50 triệu phải không, cái cũng chưa hẹn trả về, mà hứa hẹn xong rồi lên đến 200 triệu, xong sau đó quỵt luôn. Trời, cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà rất là đau xót, nên là mình chia sẻ đây là kinh nghiệm xương máu chia sẻ với các bạn và trong những anh em trong nghề chia sẻ với mình đó. Rồi cái cách thứ ba là bạn sẽ tìm trên group xe máy uy tín. Thì cái cách này á, mình nếu mà mình thì mình không khuyên làm, nhưng mà nếu mà bạn đã quyết tâm làm rồi đó thì các bạn có thể là tự chủ động tìm ha. Thì ở đây là mình khuyên là nếu hợp tác với những cái người đó, tìm trên group xong rồi sau đó coi profile của họ, xem coi họ có uy tín hay không. Nếu mà họ những cái kia uy tín hết rồi á, thì đầu tiên mình phải test trước khoảng chừng 3-6 tháng, là cứ mà các bạn có bán được 1-2 ngàn đô là các bạn chuyển về một lần cho mình, để cho mình yên tâm, tiền vào trong túi của mình là yên tâm nhất, là của mình. Nên là các bạn đừng có vì một vài người hứa hẹn là ôi thôi bán nhiều hàng hơn đi rồi sau đó chuyển tiền về. Các bạn chịu khó là sẽ khi mà chuyển như vậy nó cũng sẽ mất một cái vài phí, ví dụ phí chuyển về 5%, 10% gì đó, thì các bạn thà chấp nhận là chịu mất một cái miếng phí nhỏ hơn là các bạn mà để một cục tiền á, xong người ta quỵt người ta đi luôn là các bạn cũng không nhận được tiền. Nên là thà mất một cái phí nhỏ, ví dụ như là người ta kêu là chuyển về 1.000 đô thì mất khoảng chừng 100 đô là 2 triệu đi, hoặc là chuyển về 1.000 đô thì mất khoảng chừng là 1 triệu đi, thì thà chấp nhận đi các bạn, vẫn có lời. Mà nếu như mà mình chia sẻ các bạn cái này á, thì mình chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái giá lợi nhuận sau.
thì là vẫn có lời, thì thà chấp nhận như vậy đi các bạn, nhưng mà giữ được là giữ tiền trong túi mình, chỉ có tiền trong túi mình là của mình thôi các bạn. Vì vậy nên là các bạn phải nhớ cái điều này rất là kỹ nha các bạn nha. Rồi, ok. Cái thứ hai đó là tìm đơn vị vận chuyển hàng. Thì đây là mình đã làm việc với lại bên đơn vị vận chuyển và tìm ra rất là nhiều đơn vị vận chuyển, nên là mình sẽ chia sẻ với bạn có những cái đơn vị vận chuyển mà mình đã từng làm việc thấy uy tín, nên chia sẻ lại các bạn ha. Cái này là không có một đồng affiliate hoặc là hoa hồng gì hết nha các bạn. Ok, các bạn có thể là tìm những cái đơn vị vận chuyển này bằng cách là search trên Google, nó sẽ ra hết cho các bạn những cái đơn vị vận chuyển này. Mình cảm thấy ok nên mình mới chia sẻ. Lời khuyên là mình nên đi, đầu tiên á, là mình sẽ nên đi nhiều ký để giảm tiền. Các bạn phải hình dung như vậy nè, khi mà đi Mỹ á, hoặc là đi những cái nước á, thì ví dụ như mà mình đi một vài ký á, thì nó sẽ tính tiền cao. Ví dụ như một lần mình đi Mỹ đi, thì nó tính là ví dụ một ví dụ thôi nha, là một ký là khoảng chừng là 1.900.000, 1.000.000, 1.200.000 một ký. Nhưng nếu như mà các bạn đi là từ 10 ký, 15 ký, 30 ký trở lên á, có nghĩa là người ta là đơn vị vận chuyển nên người ta rất là ưu tiên đi cái hàng số lượng lớn. Ưu tiên đi số lượng lớn như vậy thì cái giá tiền của mình nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ như là mình đi 10 ký thì nó còn là 900, mình đi 30 ký thì nó chỉ còn là 600-700 kiểu vậy. Chứ một ký thì các bạn có nghĩ đi một ký thì nó là giá gấp đôi so với lại đi kia. Vì vậy nên là các bạn nếu mà một lần đi á, thì có thể lúc đầu tiên á, các bạn chịu đóng ăn xôi, mình đem hàng qua đó mình test trước, xong rồi sau đó nếu mà thấy ok rồi đó thì mình sẽ chấp nhận là phải nhập hàng nhiều hơn và đi số ký nhiều hơn. Thực chất ra 30 ký mà với là một những sản phẩm nào mà có số lượng trung bình của một cái hộp sản phẩm á, mà rơi vào 500 gram hoặc là một ký một sản phẩm rồi thì nó có vài 30 sản phẩm hoặc là 60 sản phẩm là hết rồi, đúng không các bạn? Thì quan trọng là cái cách mà mình bán hàng nữa cơ, quan trọng là một tháng như vậy mình đi được bao nhiêu đơn hàng nữa. Thì câu chuyện đó là mình sẽ làm những video clip tiếp theo, và chút xíu nữa mình cũng sẽ nói hai cái cách làm luôn cụ thể cho các bạn ha. Rồi, thì đây là mình sẽ có những cái đơn vị đi hàng của mình. Đầu tiên là đi Fly Express. Nếu như các bạn muốn thì mình sẽ kết nối Zalo với lại những cái bạn mà mình đang đang hỗ trợ mình luôn, thì những bạn này nó sẽ có cái độ uy tín, và cũng như là mình có những cái mối quan hệ đi nhiều rồi đó, thì cũng sẽ có chiết khấu phần trăm cao cho các bạn luôn. Cái này là mình gọi như là chia sẻ miễn phí nha các bạn, không có một đồng hoa hồng luôn nha. Cái thứ hai là EMS, mình cũng có mối quan hệ. Cái thứ ba là Nhật An, và cái cuối cùng là Tân Triều Express. Thì bốn cái này là bốn cái mà các bạn nên đi những cái ký. Ví dụ như chưa muốn đi nhiều ký thì cứ test trước các bạn. Test ra coi đầu tiên là đi qua bển là đơn hàng khoảng chừng bao nhiêu ngày tới. Cái thứ hai là nó có trục trặc gì hay không. Cái thứ ba là cái cách đó, thái độ của nhân viên phục vụ nó có ok mình hay không. Thì tùy mỗi người nó sẽ có một cái cách nói chuyện với lại nhân viên phục vụ khác nhau. Nên là cái này mình chỉ đưa cái tổng quan thôi, còn lại thì là do mỗi người. Ok các bạn ha. Rồi, cái thứ ba là mình sẽ tính cái giá trị lợi nhuận trên một đơn hàng. Giá trị lợi nhuận ở đây thì mình sẽ có như sau. Đầu tiên là mình sẽ có tổng cộng là 5 cái các bạn ha. Cái này là cái thứ năm này, nhưng mà cái này mình sẽ để riêng. Ok, ban đầu vô là mình sẽ tính là cái giá vốn của mình. Giá vốn của cái sản phẩm của mình nhập ở Việt Nam là bao nhiêu. Mình phải tính ra, mình phải ghi ra các bạn, ghi ra cộng trừ hết, xong rồi mình lấy cái lợi nhuận mình trừ hết tất cả những cái giá vốn đó thì nó mới ra được cái giá cuối cùng lợi nhuận mang về tay. Đầu tiên là giá vốn, thứ hai là chi phí quảng cáo, nếu mà các bạn có chạy quảng cáo thì cũng phải tính vô. Cái thứ ba là giá vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ, và cái thứ tư là giá ship nội địa. Cái thứ năm là chi phí cho kho, bao gồm những việc là đầu tiên những cái việc cho kho là cái người đó nó quản lý đơn hàng cho mình nè, đem hàng qua anh đó, giống như là tầm một cái nhà đi ha, đem hàng qua đó thì người ta phải quản lý cái đơn hàng cho mình, chứ không thể nào mà kiểu như là chỉ có cầm giữ hàng đó thôi, mình phải cần có sự quản lý. Cái thứ hai là đóng gói hàng hóa cho mình luôn, cần xốp nổ, cần băng keo, mấy đó rẻ mà các bạn, không bao nhiêu hết. Còn nếu như mà bên đó mà mắc quá thì ở đây mình có thể là chuyển thêm hàng những cái đó qua cho họ cũng được, ok không sao hết. Tại vì các bạn có biết là băng keo với xốp nổ cũng rẻ mà, không vấn đề gì hết, và đi hàng đơn qua Mỹ rất là đơn giản nó không có bị hải quan kiểm tra khó. Rồi cái thứ hai nó là xúc cái hàng đi, là giao hàng đi á, rồi ship, rồi ví dụ như giao đến cái nơi đơn vị vận chuyển. Ở Việt Nam mình thì nó có giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, thì bên kia nó có FedEx, nó có DHL tùm lum hết á, ở trong nước của người ta nha, ở trong cái nội địa của người ta. Rồi cái thứ ba là nhận tiền và quản lý đơn hàng. Thì cái nhận tiền và quản lý đơn hàng này á, thì có những người khách khó tính thì họ muốn là phải người Việt ở bên đó thì họ mới chuyển tiền. Họ phải có cái tài khoản bên đó thì người ta mới chuyển tiền. Thì ở bên đó nó có tài khoản là Zelle nè, Cash App nè, rồi Vemo nè. Thì đó là những cái tài khoản mà phải có, gọi là gì ta,
có cái hồ sơ bên đó thì mới làm được những cái tài khoản này và chuyển tiền. Rồi thì khi mà mình làm á, thì mình gợi ý cho các bạn là mình làm là cho một cái người quản lý kho như vậy của mình á, thì từ 8 cho đến 10 đô cho một đơn đó. Thì các bạn cái này là tùy các bạn tự tính ha. Nếu các bạn đi số lượng nhiều thì có thể là deal với lại ở bên kho là thấp hơn, xem coi họ chịu không. Tại vì nếu mà số lượng nhiều mà deal thấp hơn mà duy trì được cái số lượng nhiều thì họ vẫn ok, họ vẫn đi cho mình mà. Rồi cái này là ba cái điều cần lưu ý, rất là lưu ý để khi mà các bạn làm bán hàng ở Việt Nam sang nước ngoài, sang Mỹ ha các bạn ha. Rồi còn ví dụ như Nhật Hàn thì nó có những cái ưu tiên khác nữa, thì mình sẽ làm những video clip khác để mình chia sẻ với các bạn, ok ha. Rồi và đây là hai cách làm mà chưa chắc gì ở ngoài kia nhiều người họ chia sẻ với các bạn đâu. Tại vì cái này cũng là một cái công cụ kiếm tiền, nhưng mà mình ở đây là mình cho đi hết, tại vì chưa chắc gì các bạn xem xong rồi các bạn có thể làm được nữa, và tỷ lệ người ta làm cũng rất là ít các bạn. Nên là nếu như các bạn nào mà nắm bắt được cái cơ hội này á thì làm ngay đi các bạn, kiếm rất là nhiều tiền, và đặc biệt là nó hợp pháp nha các bạn, không có phạm pháp gì đâu các bạn yên tâm. Tuy nhiên là về phần thuế, về phần đóng thuế về kinh doanh online thì mình sẽ chia sẻ các bạn ở những video clip khác nữa, chứ mà trong video này thì không đủ thời lượng các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn hai cái cách làm. Đầu tiên là tham gia vào group Facebook, và cái thứ hai là chạy quảng cáo Facebook. Chạy quảng cáo Facebook này các bạn cũng hầm hầm đúng không? Bây giờ đầu tiên mình nói trước về cái phần là tham gia group Facebook đi. Mình sẽ lên trên Facebook, mình sẽ search nè, cái này gọi là cộng đồng người Việt cộng với lại cái từ khóa. Ở đây từ khóa ở đây mình sẽ liệt kê ra những cái bang ở Mỹ các bạn ha. Thì các bạn thấy là ví dụ như là cái này mình sẽ bán cho người Việt đi, mình chọn là người Việt đi, thì mình sẽ coi những cái bang nào mà ở Mỹ người Việt chuyên sống, thì mình sẽ search ra, mình làm luôn thao tác cho các bạn coi. Ok, bây giờ mình sẽ vô Facebook của mình. Rồi tiếp theo mình sẽ bấm vô đây, mình sẽ bấm là cộng đồng người Việt tại đây. Nó sẽ có Mỹ nè, sẽ có Hoa Kỳ, Texas nè. Giờ ví dụ như mình lấy là Texas đi, Texas là cũng một nơi người Việt sống rất là nhiều. Rồi khi mà các bạn vô đây, các bạn sẽ bấm vô ở bên đây cho mình là phần nhóm các bạn ha. Nhóm là ưu tiên, tại vì mình chọn nhóm để mình vô mà nãy mình chỉ các bạn đó. Thì các bạn thấy nè, cộng đồng người Việt tại Cali nè, Texas nè, thấy không? Rồi Houston, Texas nè, rất là nhiều các bạn. Riêng ở trong đây không, các bạn hả, vô của riêng một cái Texas không là hả, rất là nhiều thành viên rồi, chứ chưa nói đến các bạn đi từng bang nữa. Rồi bây giờ ví dụ như mình bấm vô là người Việt tại Texas này đi, người Việt Texas đi, ok bấm vô. Rồi khi mà mình bấm vô đây thì sẽ ra rất là nhiều những cái nội dung ở trong đây của người này người kia bán hàng cũng có, rồi có người hỏi này có người đó, ví dụ cả nhà có biết ai làm website uy tín không, mình cần làm cho spa là cũng là một câu hỏi nè. Thì đó là một câu hỏi. Rồi thì ở trong đây nó có rất là nhiều người họ sẽ hỏi những cái câu hỏi, và những cái người họ có những cái gọi là những cái vấn đề, những cái nỗi đau hoặc là những cái nhu cầu chung á các bạn. Thì các bạn phải tổng hợp hết tất cả những cái nhu cầu này, cái nào mà được nhiều người hỏi nhiều hơn thì mình sẽ ship lên trên, và cái nào hỏi ít hơn mình ship lên dưới. Thì mình cứ sắp xếp theo thứ tự từ 1 cho đến 10 đi, 10 câu hỏi đi. Cái nào mà hỏi ví dụ như câu số 1, cái câu này mà hỏi hả 10 người hỏi y chang như vậy mình sẽ ship đầu. Rồi cái câu số 2 mình ví dụ như là tầm khoảng chừng 5 6 người hỏi mình ship thứ hai. Rồi những cái câu kia mình cứ ship dần như vậy. Thì mình biết là cái nhu cầu đó là đang có rất là nhiều ở trong thị trường thì mình sẽ cung cấp các bạn. Thì ok, rồi quay lại là cái này á, cái tham gia group Facebook này á, thì cái ưu điểm của nó là không cần chạy quảng cáo các bạn, chi phí không đồng. Đúng không? Mình đâu có cần chạy đâu, mình chỉ cần vô đó mình join vô đó thôi. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là mất thời gian. Bù lại thôi các bạn, nếu như mà các bạn không bỏ tiền chạy quảng cáo thì mình phải dùng gì? Không bỏ tiền chạy quảng cáo thì mình phải bỏ công ra mình làm. Chứ đâu có thể nào mà không chạy mà cũng không bỏ công ra mà đòi có tiền, có lời được các bạn. Nằm mơ thì có, đúng không? Cái này mình phải thẳng thắn nói chuyện với nhau. Rồi, mình phải cần thời gian nè, cần sự kiên nhẫn nè, cần sự kiên trì nè để tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Có thể là mình sẽ phải từng bấm vô từng Facebook của khách hàng để mình xem coi là khách này họ đang quan tâm điều gì, họ đang có nhu cầu gì. Thì video khác mình sẽ chia sẻ các bạn về 6 cái nhu cầu. 6 cái nhu cầu này là 6 nhu cầu của con người luôn. Và cái 6 nhu cầu này á, các bạn áp dụng vô bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực hoặc là cuộc sống nào nó cũng đều hiệu quả hết. Tại vì nó là cơ bản nhất của con người. Bạn và mình đều có những cái nhu cầu đó luôn. Ok ha. Rồi qua cái thứ hai là chạy quảng cáo Facebook.
Ok, cái này mình nghĩ là các bạn rất là thích nè. Tuy nhiên là nếu như mà làm một cái video bây giờ đang rất là dài rồi, mà mình làm cái video mà hướng dẫn cụ thể từng bước để làm quảng cáo Facebook ở trên bên Mỹ nữa, thì mình xin hẹn các bạn ở video khác. Hoặc là các bạn có thể vô cái danh sách phát của mình á, danh sách về chạy quảng cáo Facebook á, hoặc là về marketing online, mình đều có chia sẻ trong đó ở một video khác các bạn ha. Hẹn một các bạn một video khác. Còn đây là mình sẽ chia sẻ với các bạn hai cách làm. Nếu mà bạn nào đã có biết chạy quảng cáo Facebook rồi á, thì bạn chỉ cần nghe đến đây thôi là bạn có thể là đưa máy tính ra và dọc và chạy quảng cáo luôn rồi. Ok ha. Còn mà bạn nào mà chưa có thì mình sẽ hẹn các bạn ở video khác nha. Thông cảm cho mình nha. Video này nó cũng khá dài. Rồi, tiếp theo thì là cái ưu điểm của cái thằng chạy quảng cáo Facebook này là gì? Ưu điểm của nó nhanh thôi. Bỏ tiền vô cái gì nó cũng nhanh hết, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đúng không các bạn? Nhanh, dễ dàng có khách hàng. Được bộc phát cái là mình biết luôn là khách hàng đó là họ đang có nhu cầu gì, hoặc là khách hàng đó nó có đúng nhu cầu của mình hay không, đúng cái sản phẩm của mình hay không, là bỏ tiền ra chạy quảng cáo biết liền. 500.000 là biết liền là như thế nào. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là gì các bạn? Nhược điểm của nó là phải bỏ tiền chạy quảng cáo, phải bỏ vốn, và mình phải biết viết content, mình phải biết làm video bán hàng. Thì nếu như mà bạn nào đã có đủ niềm tin về cách viết content, đã gọi như là chạy quảng cáo kinh nghiệm ở Việt Nam rồi đó, thì khi mà mình làm này á thì mình đơn giản mà. Rồi, và nếu như bạn nào chưa á thì bắt buộc mình phải học thêm kỹ năng về viết content, làm về video bán hàng, rồi còn học về kỹ năng bán hàng nữa. Video bán hàng khác mà bán hàng khác nữa nha các bạn. Nên là cái này á, muốn kiếm được tiền thì bắt buộc phải học nhiều kỹ năng thôi. Cái này á là bạn muốn thay đổi cuộc đời, bạn muốn thay đổi định mệnh bạn thì bắt buộc bạn phải là người thay đổi, chứ không ai khác được các bạn ơi. Mình là người chia sẻ cách làm, còn bạn chính là người thực hiện hóa cái ước mơ của mình thành hiện thực. Nên là mình rất là mong muốn nếu như mà video này giúp được cho bạn mà làm được có kết quả, thì bạn hãy quay lại video này và comment xuống bên dưới chia sẻ những cái trải nghiệm cũng như là những kết quả mà bạn làm được. Mình rất là biết ơn bạn, mình rất là trân trọng những cái người nào mà có chỉ số hành động cao nha các bạn nha. Rồi, và cuối cùng là mình xin tóm tắt lại một lần nữa, trên đây là ba điều cần lưu ý khi bạn chạy quảng cáo hoặc là bạn làm kinh doanh online ở Mỹ, cũng như là mình có hai cách để mình chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn mà chưa xem kỹ video hoặc là chưa hiểu rõ video thì các bạn có thể xem lại một lần nữa cho kỹ video các bạn ha. Và nếu như mà bạn xem đến đây thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh ngày hôm nay để không bỏ lỡ phần tiếp theo của mình vào ngày mai. Vũ Xuân Hào xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.